Rồi, hôm nay mình... Ủa, chào mọi người, quên. Hôm nay mình sẽ làm tiếp đó là con... người tên gì tên quên ta. À, Taskmaster. Đây là con tướng đi rừng. Thì cũng đã lâu rồi, không có thấy con này. Nhưng mà nhiều pro vẫn đánh con này lắm nha. Nên thành ra các bạn đừng nghĩ con này nó yếu. Con này đam nó hơi khủng, với rồi đầu game nó farm... Nếu mà trong những con rừng farm nhanh nhất chắc mình nghĩ là chỉ con Taskmaster này thôi. Farm ghê gớm lắm. Nên ra mình thấy là các bạn nếu mà luyện muốn luyện thì nên đánh con này. Nhưng mà con này nó có một cái đặc điểm đó là các bạn không có dùng ngón ngón phải để mà điều khiển kỹ năng đâu, mà các bạn cái này là khả năng các bạn dùng ngón cái di chuyển. Còn mấy chiêu còn lại nó không có dùng 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 ngón chân ngón cái tay phải gì đâu, đa số là ngón cái tay trái thôi. Nên thành ra các bạn nhớ là đây là con tướng nó hơi dị, với lại hơi ngược lại so với lại tất cả các con tướng khác nhé. Và đánh con Taskmaster này nó có một cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý đó là khi mà con này nó dùng chiêu 2 ở bất cứ dạng nào, dạng khiên hay dạng cung, thì nó cũng 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 phải có nghĩa là các bạn dùng chiêu 2 các bạn phải kéo xuống chiêu 1, tôi gọi liên chiêu ấy. Có nghĩa là không phải dùng giữ một chiêu không, mà các bạn phải kéo ấn giữ luôn chiêu 2 kéo xuống chiêu 1 thì nó mới tạo ra cái hiệu ứng và tăng sát thương cho các bạn. Còn nếu không là các bạn hơi mệt đấy. Trời ơi, thiếu xíu máu. Đau ghê. Lâu quá không chơi con này nên hình ra mình đánh nó chưa có được chuẩn cho lắm. Lại thiếu. Thôi vậy đi, cứ cấu máu được rồi, được rồi. Con này farm nhanh lắm, con này farm nhanh cực kỳ luôn. Nên ra các bạn dùng con này để mà đánh những cái trận đấu mà lăn cầu tuyết đánh nhanh á thì nên đánh con này. Mấy con này thật sự mình thấy nó cũng không có sợ con nhện lắm đâu. Thì nó farm nhanh hơn nhện. Nhện các bạn đừng nghĩ là farm nhanh nha. Nhện là chỉ cần ăn hai bùa rồi gank nhanh thôi, chứ farm nhanh thì con Taskmaster này vẫn là con gank nhanh nhất. Với lại farm quái nhanh nhất. Rồi nửa cây. Để thấy bóng kiến rồi. Bỏ luôn. Đập tường luôn, hay quá. Bình lên bốt giờ đang có con đang hot meta quá. Vixen. Mình không biết là đánh đánh lại không chứ. Nên ra bây giờ phải đẩy nhanh cái trận đấu lên. Vixen đánh mới ăn được Vixen chứ lại chịu không nổi Vixen đâu. Đang cầm cái cung bắn 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 nó mút cho một cái một thôi là xỉu ngang tại chỗ liền. Tầm này nó chưa khỏe nè. Đánh được, được. Dốc. Bụp. Bụp 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 ok. Hợp lý. Con Taskmaster này các bạn dùng chiêu 2 nhớ liên chiêu 1 là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là các bạn có thể ăn hai bùa bạn ganh luôn. Nhưng mà thật ra nó không cần phải ăn hai bùa đâu, nó chỉ cần một lúc farm hai quái được mà. Đây là một con tướng mà đánh ganh rất tốt đầu game. Late game thì hơi phế. Lên game chắc cũng giống Roshima, chỉ có đi đẩy với rỉa là chính rồi. Gì chăng vậy, mới đầu game mà chưa gì mà. Mà tiếp buồn ai người ta ở chỗ kiến xuống đây luôn hả? Ừ. Hồi kiến biết chơi má ơi. Ngon chạy nha. Mình bấm xua đuổi đó, tăng mình không có bị làm chậm, chứ cái đứng gần kiến giờ bị làm chậm nên thành ra mình không có đứng gần kiến nữa. Mình phải bấm xua đuổi luôn. Bập 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 bập. Thôi chạy luôn, bỏ luôn. Con này ganh dứt khoát, chạy cũng phải dứt khoát nha các bạn, chạy không dứt khoát dễ phá lắm. Từ từ xuống nè,
Trời, còn có xíu máu mà cứ hối ăn báo hoài à. Ăn báo rồi có ai phụ không? Không ai phụ là mình chết luôn á. Chạy nha. Con này các bạn cứ chạy dứt khoát, đánh được chạy dứt khoát luôn. Thằng đội chết kệ luôn, bỏ luôn. Không cố được. Thảo lên con này khủng khiếp lắm. Này có sát thương tăng công kích mà, nên hình ra đầu game nếu mà ganh solo á mình không có sợ. Thật, giờ giết nè. Oh, thực lập rồi. Không sao, phải gích xanh có gì gánh phụ mình chứ. Mình đánh con này về lay gánh nổi đâu. Ủa, ủa gì sai sai vậy ta? Ủa sao mất cái chủ bot lãng xẹt vậy? Có vẻ mình thấy không ổn với lại Star-Lord rồi. Star-Lord mà ham đánh nhau quá thì mình cũng sợ. Mà Star-Lord ham đẩy lẻ quá mình cũng sợ. Nói chung là con Star-Lord là cái con mà các bạn không bao giờ các bạn thấy trong cái kênh của mình. Ghét nó lắm. Cái kỹ đắng luôn. Tại vì đánh lần nào nó có toàn để lẻ không à. Mà bây giờ đâu còn mạnh chứ đâu mà bích solo miết. Đánh trên trong cái một trận đấu mà team nó không biết thủ, team nó ham công bắt quá thì các bạn đánh được. Các bạn có thể dùng nó để mà các bạn đi để lẻ được. Chứ giờ team mà có nhện thì kia solo nhiều khi phế, mà vẫn nhiều người thích bích solo, chả hiểu. Tại vì nuôi Star-Lord mệt lắm. Nếu như các bạn không nuôi Star-Lord á, các bạn sẽ rất khó đánh. Thì Star-Lord không đầu game các bạn bắn như hơn cả mũi nữa. Nó giống như là cảm giác như con rocket thứ hai vậy đó. Khó đánh lắm. Chỉ có đầu lay game thì mới ra bắn thốn thôi chứ. Đầu game mình nói thật với các bạn, đánh con nào cũng bị đè được. Giờ ngay cả Rocket Raccoon cũng có khả năng đè được cả Star-Lord. Rồi chạy dứt khoát luôn. Rồi, đó phải không? Kỹ năng là phải chạy dứt khoát luôn, không có quay đầu trở lại luôn. Chết thì chia buồn thôi chứ giờ hết khách rồi. Gì vậy ba? Trời ơi, Tamaster cần bù xanh lắm. Tamaster Hamana lắm. Ý. Chợ. Rồi hên nha. Mình đang cần cái bệ đó để mình phóng vô. Lại gặp một Star-Lord báo nữa. Con này mà đi cướp người ta này. Cảm giác của tôi đúng rồi, cái đó Ancestor đúng mà bạn. Tại vì vừa mới giết bạn trên đó thì team tập trung Ancestor luôn mà. Đã biết chứ. Thấy Jubilee đưa tay lên trời là lui dứt khoát liền. Lui là lui đoán luôn. Giờ về cái đó. Ba lane đều cao rồi, đây là cái đường lính đẹp nhất. Nghĩa là ba lane đều ngang nhau. Mà ba lane đều cao vậy, thủ khó lắm. Thủ cực kỳ khó. Salo mà không chết là có khi là mấy cái vàng trụ hai là banh á. Rồi biết rồi, từ từ đi. Đang tới nè. Hối dễ sợ hối. Con này ăn mục tiêu nhanh lắm nên hình ra có mục tiêu là các bạn cứ spam thẳng luôn, đừng ngừng ngại. Mình vẫn nhắc đi nhắc lại có cái vấn đề đó là các bạn phải kéo từ chiêu 2 xuống chiêu 1. Không định hướng bất cứ cái hướng nào khác. Kéo chiêu 2 xuống 1 rồi các bạn dùng cái ngón cái để các bạn định hướng thôi. Định hướng chạy á. Bỏ luôn đi. Đồng quá. Chạy một vòng chơi thôi. Rồi, thấy bù ra là quyết đoán liền. Cầm khiên lao vô trong cầm cung chạy một vòng bắn. Đó. Bập. Đó. Cái đó các bạn liên chiêu M2 xuống chiêu 1 nha. Sát thương tăng khủng khiếp lắm á.
đang đang nhỏ nhỏ cái thả cái dây cung ra cái lúc đó là thấy tuyệt vời mặt trời luôn. Vô con này đánh các bạn lòn nha, đánh lòn đó thì nó mới mạnh, không lòn không mạnh được đâu đó, lòn kiểu này là mới mạnh, tầm nó hơi ngắn một xíu, các bạn cứ chạy qua chạy lại vậy đó đó vậy thôi được rồi. Buông rồi mấy con kiến thì bỏ đi, kiến thấy cũng không có gì gọi là nên dồn đâu, chuẩn bị hay kết nha. Đối tượng mình rất quan tâm đấy nhưng mà cũng bất lực thôi, tại vì bắt Chubby khó lắm, giờ ráng ăn được gì ăn thôi, để cho mà mình thứ nhất mình hack được vàng, thứ hai là nó là mình hack được điểm điểm công trụ ấy, chứ Chubby đánh tốt hết, Starlord đánh cũng tốt hết, khá tốt. Trời ơi, tự nhiên buông sớm quá, lâu quá không quýnh nên thành ra mình chưa có quen cái nhịp lại cái đó, các bạn phải tập nhiều lắm nha, cái liên chiêu đó, hai xuống một á, giữ chiêu hai kéo xuống chiêu một, hồi đó nhiều người coi vậy chứ không biết lắm nên thành ra mình cứ nhắc đi nhắc lại cái vấn đề đó là vậy. Còn đó, các bạn không kéo liên chiêu rồi mình nói các bạn yếu vừa là thủ luôn, bắn hơn con muỗi bắn nữa, nhiều khi còn yếu hơn cả Salo nữa. Chuyện này tốt quá, có nhện có kiến có mantis nên thành ra mình lên luôn cái búa bắn làm chậm luôn, đúng không nhỉ, đúng không nhỉ, nữa mình kéo nhanh quá mà thôi chết. Jubilee lên rồi, thôi chuyến này anh với em đi chung chưa ạ, nó kết thúc mình mới kết thúc được nó chứ đúng không, tính hay sai ra luôn sơ tờ rồi. Giờ chỉ hy vọng là team thủ được sơ tờ thôi, chắc thủ được, mình thấy có vẻ thủ được, ổn rồi đó. Sao lâu quá vậy, quên nãy giờ lo coi quá quên lia màn hình rồi, để mình check vàng đó. Mình có thói quen chết không là mình hay check vàng lắm, mình ít lia màn hình lắm. Sao lo cuối em ăn bùa đỏ ok. Nhưng mà sang lớp ăn bùa xanh nó không có ok lắm em ơi. Không có đòn đòn tốt ghê. Đợi mình chết một cái là mỗi thằng chia ra mỗi thằng không bù luôn. Con Tab Master này cần bù xanh lắm, bù xanh nó mới hồi chiêu được. Trời ơi, nếu không nổ thì chết một cái rồi mới ăn đó. À, chết bụi cái rồi mới ăn, chứ đang ăn mà nó ra nó cái ép cái cây lắm. Rồi giờ chạy lên nè, hy vọng là nhảy nhảy nổi nè. À, không nghe nổi luôn nè. Ok nè, nhận lao vô nè, đó đang nhỏ 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 thì biến thành to liền, có cái bù xanh luôn, mừng dễ sợ chứ nó không Hamana kinh khủng. 2.095 đàn sát thương trắng là sát thương thật đấy, ngọt hết nhờ. Chịu vừa tốt quá, khó chịu được. Bắp ok. Ừ bắp chắc mình phải lên cái ảo ảnh tử thần thôi, chú Ly khỏe quá. Ý thả luôn hả, ê trời đứa lính lính lại đẹp rồi, lính lại đẹp, ăn được ăn được ăn được ăn được, giết Suli Jubilee là ăn được à. Ok, có khả năng ăn được rồi. Rồi ok, win rồi, win rồi. Cảm ơn các bạn đã coi clip này, hẹn gặp lại clip lần sau, bye bye. Mình chắc.